hốc hốc nhi ọt miên kê mà tia lôi nên nơi xưởng ăn thợ đây chẳng ấy nè nè đó pê đó vừa lia thợ mà xong lôi dơ ngay. Ôi hello ọt tôn xoang dây hương lôi hương cá cá này tên tia hăng chẳng hương xoang chẳng hương tu tua đà à lời nông phong ai chú văng kết lôi ọt chân nè cầm chanh gư mô cầm chan xong á nè lôi nhóm mà chụp pẹ dư ấy mà xong mà xong mà cam bạch 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 áo gì ai đặt thay đám à miền to miền đào em nà hay mai bị em phèm chứ. Ôi xong về mà ta tiết thứ hay cùng một sấy lô la chứ nhung mà kia nè. Ôi mục này ai chẳng ai chết mà kia nè à thôi chỉ bẹ lôi nhom ăn xong nè à chết mà kia đây phải chiêm nè hồ miền ca tê bà phật si tạm ở đây tạm bà pon chẳng á à cả na chẳng ta bao vị khó là hàm nè hai bà nơi ta cần nhất mình giết bạn năng tiết á bà chỉ khai chỉ con mình nói nhom ăn mà chỉ vật đây hay con sấy á mấy mình ai được thua ca hồ lôi nhom mà xong mà nói nhom mà thì không đó không thực căng nghe chờ đi đó tại vì toàn miên nhẹ khóa non quên chân ngày ní á mà chỗ tao máu bán lôi vậy á chê phụ này ai này ai bị chứng anh muộn mòn thắc si ô bẩn nua cái bẹ cái ai quan co ai miên cất không hổ lôi vậy đi ta tập bị thắc năng đó hay chỗ mơ ta tập bê chứa ăn ấy tập xây lôi kia tiệt à à mà ăn xây xây mày chơi ai dân chân mệt còn mai anh ai toàn xong lôi dân phong hai mày bố con toàn miên không chụp bạch co mai ở khiêm vô lôi mệt cùng dây từ đại pê cả miên bị sao bay bị xăm nè còn mai lại đại dân pê cái pu những ai nữa tụi bay chỉ miên lôi á còn xong như này cái vô lôi thật xỉa nè con nô con nô à sai con này trên chỗ lôi thai mà con này lôi giống bao cả đi mà thầm mà son cái thằng ta mới lấy xi vô đâu cho bọn mày trên hồ xi khác đây cũng thử cái bọn đang tưởng lời bọn con anh thử ca thai biết đó con đã lượt đáy xong cái còn sửa cứu à ជីវិតរឿងកុលាបខ្មៅមានអេបសាស្ត្រាហ្វៀមដូចមានរោងភាពយន្តនៅក្នុងដៃជំហានងាយៗសម្រាប់ជប់គម្រោងទស្សនាសាស្ត្រាដោយបងប្រាក់តាមគណនីសើខាតជំហានទី1ចុចលើពាក្យជប់គម្រោងសាស្ត្រាដើម្បីទស្សនាជំហានទី2ជ្រើសរើសវិធីបងប្រាក់តាមរយៈសើខាតជំហានទី3ចុចលើគម្រោង $1សម្រាប់5ថ្ងៃទស្សនាភាពយន្តខ្មែរដោយឥតដែនកំណត់ឥឡូវនេះ